Anh chơi đi, đi chơi đi con. Nói chị mắc cỡ với bộ mắc cỡ. Đừng đếm xỉa nó nữa, để cho nó chơi. Mấy con đó hút thuốc. Tự nhiên nha, nghiệp. Cái trứng màu vàng là lỗ hổng của em, đừng có cho nó màu vàng. Ủa bình chưa? Rồi. Cái nồi miếng à. Chơi chơi chiêu với bộ nó cho mình hè ta ra, nó bỏ cái miệng lại, nó không cho đâu. Chơi chiêu dụ em đi, còn đưa em đi ăn cái em đi học học miệng lại cái đống đó hay không?
Cho con muối tiêu chanh với anh em ăn nhiều thì chanh ăn cái đó hả? Nước nhiều mới chấm mì nó bọt quá nhiều chấm đỏ á mấy cái này nữa có hai món mà tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ không có chạy chắc thịt đúng không mà có gì xà mà một cái nữa một cái quế cái mặt con miễn xà thì kể đi để đi vì sụn bò đại hàng mùi ớt tôm rồi nè vì sụn bò đại hàng chú nó bên đại hàng qua hả không tại vì cái món nó kêu vậy đó bò ở đây nhưng mà ốp ốp đồ gia vị đại hàng không phải làm cái kiểu của nó thôi kiểu đại hàng mày sao á thì cũng hỏi được nữa cái tụi đại hàng không phải ăn cái đó nó hỏi miệng lẹ đại hàng nó chưa phải ăn mà thấy mình mua về mình ăn chịu cho mẹ nó từ từ thôi em mày đừng cho nhiều nha thì nó cũng giống vậy thì bây giờ nhìn nó cũng giống vậy nhiều á xem một cục thôi Nó là đàn đặc á. Cho nó ăn. Ăn cho 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 ă